bác sĩ ra dạ thưa ba con con đang làm gì ở đây con tới đây để lấy mẫu tóc đúng không hả chuyện của xe hu thì có liên quan gì tới con chứ Nói đi ai kêu con làm hả dạ thưa ba con sẽ giải thích cho ba hiểu sao nhưng con Là đặt... ai hả mau nói cho ba biết đi ai đã sai con làm chuyện này hả xê ra thật ra con đã muốn giữ bí mật chuyện này ba coi đi dạo này nhà chúng ta xảy ra nhiều chuyện con thấy ba rất căng thẳng nên con đã chuẩn bị một món quà bất ngờ dành cho ba quà wow. hả đây là là sô cô la đó ba con nghe nói ăn đồ ngọt sẽ làm giảm căng thẳng và khiến ba thấy khá hơn nên con đã bí mật để nó ở đây để sáng mai ba có thể nhìn thấy tự nhiên ba bước vô làm chuyện của con bại lộ ba ba đã hiểu lầm con rồi đó ai, ba làm con buồn quá ba hỏi con có thật là con vào đây để tặng quà cho ba không là thật mà trong nhà này ngoài con ra thì ai quan tâm tới ba nhiều như vậy chứ ba ơi ba hãy nghĩ tới con mà ăn hết tất cả sô cô la này đi ha mà ba đó đáng lẽ thấy con làm điều bí mật ba phải giả bộ không thấy cho rồi ba bây giờ con buồn ngủ quá à. con đi ngủ nha chắc do có em bé nên lúc nào con cũng thấy buồn ngủ con xin phép thiệt tình con bé này sao lại ngốc vậy chứ ừ. <laughs> Bà đã có được mẫu tóc của Sehu rồi đó Nếu đem nó đi xét nghiệm ADN Ông ấy sẽ phát hiện ra Kichan chính là Sehu cho coi Cô không lo lắng gì hết hả Chị muốn tôi làm gì cứ nói thẳng ra đi Cô hãy nghĩ ra cách gì đó để biến Kichan thành kẻ giả mạo Sehu đi cô có thể độ mẫu tóc hoặc là lấy trộm nó luôn thì càng tốt cô mau làm đi chị đang nói giỡn đó hả nếu tôi mà bị bắt ba sẽ nghi ngờ tôi giết xe hu đó sao tôi có thể mạo hiểm như vậy chứ nếu chị sợ ba biết sao không làm luôn đi cho rồi cô đang giả bộ không hiểu tôi nói gì hả trong nhà này cô là người duy nhất không có động cơ giết ki chan giả lại chuyện cô từng hẹn hò với sơn ki chan không ai biết hết ngoại trừ tôi chị đang đem chuyện này ra hù tôi đó hả vì lo cho cô nên tôi mới nói ra điều này thôi chắc chắn Ki -chan sẽ trả thù cô nếu nó quay lại và trở thành anh chồng của cô, và tất nhiên chuyện cô là Giang Danhi mọi người sẽ đều biết. Cô chắc lúc đó mình ổn chứ? Nhưng mà chuyện này nếu cô đội màu tóc đó thành công, tôi thề sẽ không nói cho ai biết chuyện của cô và Ki Chan. Cô quyết định nhanh lên đi. Mọi chuyện sao rồi? Đừng đừng có nói là cô thất bại rồi nha thì ra từ đầu ba đã nghi ngờ trong nhà sẽ có người muốn tráo mẫu tóc đó cũng may là tôi đã chuẩn bị từ trước nếu không là bị ba phát hiện rồi rồi sao nữa cô cô đã nói gì với ba hả trong đó yên lặng quá tôi còn tưởng là ba không biết lần sau chị đừng kêu tôi làm những việc như vậy nữa và chị phải nhớ giữ lời hứa đó chuyện của tôi và sơn ky tuyệt đối không được nói với ai cô đã trộm tóc thất bại mà còn kêu tôi giữ lời hứa nữa hả cô làm như vậy càng chứng tỏ với ba tôi rằng ky chính là xe hu đó chắc chắn ba tôi sẽ đề phòng chúng ta tôi phải nghĩ ra cách gì khác để xử lý chuyện này chẳng phải là xử lý luôn khi chan thì chuyện này sẽ giải quyết nhanh hơn á từ giờ cô không được nói những điều ngu ngốc này nữa cô chỉ được làm theo những lời tôi nói thôi có biết chưa <laughs> hay lắm xe kia. để tôi chống mắt lên coi chị còn hống hết được tới bao lâu sắp kết thúc rồi gì vậy? Trễ rồi sao chủ tịch vẫn còn ở trong phòng làm việc chứ? <laughs> kỳ vậy ta, xe kia nói là tự xử lý được, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? <cười> uh... <cười> uh... <cười> Chuyện sao rồi? Cái gì? Hắn thoát rồi hả? Làm ăn kiểu gì vậy? Đáng lẽ phải đuổi theo hắn chứ? Còn khi anh, cậu ta có sao không? Trời ơi, tôi đã kêu lấy mặt ông rồi mà sao chưa có nữa? Tôi nói chê đông đem qua rồi mà. À dà, chắc là cái này rồi. Ở trời bà ấy, thiệt là nước mật ong kiểu gì mà không ngọt chút nào cái bà này tôi đã kêu bà cho mật ong thật nhiều mà bà không chịu nghe nữa à thiệt tình vợ với con nước không mật có mật cái gì đâu có mẹ giải là số một đó, đó bơi ơi bà uống đi bà nước mật ong hả vậy đây là gì ủa lên đâu rồi con để ừ. nó trong này mà lên gì chứ kính ấp chồng của con Lúc nãy con đã để nó trong này đó Chẳng lẽ ba không thấy nó sao Kính áp trồng Con bé này tại sao lại để nó trong đó Thì hộp đựng của con bị mất rồi Cho nên con phải để ở trong này thôi <laughs> Trời ơi ba ơi Ba uống hết nguyên ly luôn á hả Ba thiệt là không có kính áp trồng làm sao con thấy được Con bé này đáng lẽ con phải nói cho ba biết Trời ơi à? À, Trời ơi Dạ kính lại con Kính áp trồng cái nào cũng giống nhau Con lựa gì mà lâu vậy con định nghỉ học hả? Ba chọn phụ con đi, thấy cái nào đẹp hơn? Con nên chọn cái màu ghi hay là cái màu tím? Càng Ha c đeo kính chỉ là thấy đường thôi. Con đó, mắc mớ gì phải chọn màu này màu kia chứ. À cô ơi, thấy cái nào hợp nhất thì lấy cho con bé. <laughs> dạ thưa chú, đây là cái nắp trồng chống tiêu UV. Em lấy cái này nha bé. Lấy cái này đi. Chống tia cực tím được đó, Chào mọi người. Xin tự giới thiệu, từ giờ tôi sẽ là trưởng phòng marketing của công ty, tên tôi là Anh Hanh. Mong mọi người giúp đỡ. Dạ, dạ chào, chào chị. chị. Đội trưởng à, em muốn báo cáo, ngoài sản phẩm kem chống nắng ra thì doanh thu của serum trắng da cũng tăng rất nhanh. Tụi em đang đẩy mạnh tốc độ sản xuất bằng cách thuê công nhân làm việc cả ba kha Chị rất vui khi biết được tin này. Nếu như doanh thu serum đang tăng, chúng ta nên đẩy mạnh việc sản xuất nó. À mọi người đã có được danh sách của người mẫu quảng cáo chưa vậy dạ đây tôi nghĩ là chất lượng sản phẩm đã tốt rồi nên chúng ta không cần phải thuê người mẫu quá đắt tiền đâu đội trưởng à vậy thì chị có nghĩ ra ý tưởng nào hay hơn ý tưởng này không tôi có ý kiến như vậy chúng ta nên thuê người mẫu là người hiểu rõ nhất về các sản phẩm của chúng ta nếu để cô hari là người mẫu cho công ty mọi người thấy sao hả Ừ, ừ, được, đó, được. Chị được nói em nói hả? Chị dạ, nghĩ là em không làm được đâu Em không đành làm người mẫu đâu chị Trước đây em từng làm người mẫu mà không phải hay sao Với lại chị nghĩ không ai hiểu sản phẩm của công ty này bằng em hết Cho nên chọn em làm người mẫu là phương án tốt nhất Em nên thử đi ha đi yeah. à, Chờ chị một chút à. Dạ, chủ tịch ngưng Cái này dùng như thế nào vậy? Tôi muốn mua tặng vợ mà không biết gì hết Dạ, để tôi hướng dẫn anh hãy ấn phần này xuống sau đó lấy một lượng nhỏ ra tay nó sẽ giúp cho da người dùng sáng lên và loại bỏ một phần chích bẩn à. tôi thấy chủ tịch không cần trực tiếp tới đây làm gì sản phẩm tốt nên tôi muốn ủng hộ tôi muốn tặng một món quà đặc biệt cho nhân viên của mình <cười> <cười> lâu rồi tôi mới thấy cô cười rạng rỡ được như vậy đó à. tất cả đều nhờ chủ tịch chứ. À. à chủ tịch ừ, chuyện lần trước tôi nhờ ngài giúp chuyện đó sao rồi ờ à, 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 tôi điều tra được rồi đây là hình của kẻ phóng quả được ghi lại từ camera gần đó còn nhận ra anh ta không ở khoảng cách này đúng là khó nhìn thiệt đó nhưng tôi có thể đoán ra hắn. không lẽ người cô đang nghĩ tới chính là chu tê xu phải tôi sẽ hẹn hắn ta để tìm hiểu về chuyện này bây giờ tôi cũng đang muốn tìm hắn ta nhưng không biết hắn trốn đi đâu nữa Chúng tôi đang cố gắng tìm, hắn không trốn được lâu đâu. Ôi trời ơi, sáng sớm mà học gia đình làm gì chứ? Ôi trời. Con đang có thai đó, sida Con về phòng đi. Dạ, thưa ba. Đáng lẽ cậu phải tới bệnh viện chứ? Tới đây để làm gì? sau khi bị đánh. Tôi nghĩ nên thông báo cho gia đình ông biết. Là tôi vẫn còn sống và rất an toàn. Trời đất ơi, cậu bị gì vậy kia Chan? Ai đã đánh cậu ra nông nổi như vậy chứ? Vào tối hôm qua, thủ phạm ra tay giết cô xê Hu đã thuê người tấn công tôi. Cũng may là tôi vẫn còn sống. Ôi trời, sao hắn gàng quá vậy? Vì lý do đó mà cậu bị thương hả? người muốn tôi chết đang ở trong phòng này đó chủ tịch à, tôi thật sự không biết họ đang sợ hãi cái gì mà muốn giết tôi tới như vậy. tôi tin mọi chuyện sẽ sáng tỏ, bởi vì tôi đang có chứng cứ quan trọng trong tay. Ồ, cái gì chứng cứ quan trọng hả? Cậu mà hôn nói đi, đó là cái gì? Ôi trời ơi cậu đừng có ấp ấp mở mở nữa, hôn nói ra đi. Đó là. Suki chan, Cậu dậy đi, dậy lên, dậy đi. Chúng tôi đang nhờ phía cảnh sát kiểm tra bản số để biết được chủ xe là ai. <laughs> Làm tốt lắm. Cậu nghe tôi nói rõ đi, nhất định phải tìm ra hắn. Dạ, tôi biết rồi. Dạ, thưa ba, con có chuyện muốn nói. Con nghĩ cô Ly chính là người đã cố gắng giết Kỳ chan. Cô Ly hả? Sao cô ấy làm vậy? Thì ba thử nghĩ kỹ đi. Nếu ngày nào đó xe hu quay trở về, thì ai sẽ là người bị mất mát nhiều nhất chứ? Chính là cô Ly và Se Chun. Còn chắc chắn hai mẹ con họ đã thông đồng với nhau làm việc này. Trước đây cô Ly đã dựng chuyện đuổi Min Đinh Lê đi. Chẳng lẽ ba quên chuyện này rồi sao? Se Kiên à, cô đang nói gì vậy? Sao cô dám vu khống tôi chứ? Cô thì tốt lành gì? Từ nhỏ cô đã luôn ganh tị với Gu Se Hu. Sau lưng chủ tịch cô còn ăn hiếp cậu ấy nữa mà cô mới chính là người làm chuyện này vì cô sợ se hu sẽ cướp vị trí của cô cô hãy mau nói sự thật đi đủ rồi đó cô ly tôi chính là chị ruột của se hu thằng bé là người thân của tôi đó có biết chưa John Ha là con trai cô cô còn bỏ rơi được mà em ruột đâu là cái thá gì <laughs> trước giờ cô không quan tâm tới ai trong căn nhà này hết lo cho em trai hả cô làm tôi ngạc nhiên thiệt đó nè cô ly vừa phải thôi nha im hết đi không cần tố cáo qua lại tôi đang cho người điều tra bản số xe sớm buồn Tôi sẽ biết ai trong số các người làm ra chuyện này thôi. cô ừ, không muốn nhìn thấy ai hết. Ra ngoài ngay đi. Cô hành động như vậy chẳng khác nào cô đang tố cáo tôi và cô hợp tác với nhau. Sao cô dám đổ lỗi cho tôi và Se chua sau khi làm sai hả? Cô đang nói cái gì vậy? Chính cô là người đã ra tay hãm hại Sehu, Tại sao cô lại làm như vậy? Tôi đã dặn là cô cứ để cho tôi xử lý chuyện này rồi mà. Sao cô lại phá nát kế hoạch của tôi chứ? Kiên, làm ơn đừng diễn trò nữa. Cô nên cảm ơn tôi vì tôi đã không nói chuyện của bà nội cho ba biết. Nếu như mà ba biết chuyện này thì chắc chắn cuộc đời cô coi như tiêu tan. <laughs> làm như cô tốt lành lắm, cô đã phản bội bà của mình chỉ để lấy 10% cổ phần của công ty. Cô nghĩ ba của cô sẽ để yên nếu như ông ấy biết chuyện này hả? Gusekion, tội của cô còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều đó, biết chưa? Anh đứng đây làm gì vậy? Cô nghĩ là ai đã làm hả? Ai đã ra tay hãm hại kia cha? Sao em biết được? Mà anh có nghi ai làm chuyện này hay không hả? Làm sao tôi biết được? Tôi chỉ biết là trải qua bao nhiêu chuyện không ngờ sự kia cha lại sống dai tới vậy. Đừng nói anh đang nghi ngờ mẹ của anh hoặc là chị Sê Cơn đã làm chuyện này nhé. Không thể nào đâu. Dù họ ghét kia chanh như thế nào đi nữa họ cũng không thể nào ra tay sát hại anh ta. Em không tin chuyện này đâu <laughs> Nhìn cô diễn cảnh lo lắng cho người khác coi mắc cười thiệt Không biết Khi cha tỉnh dậy sẽ nói gì đây <laughs> Có chuyện gì vậy Khi Chan hả? Còn nói cửa hàng có chỗ mà sao con lại ở đây chứ? con có chắc là con không cần tới bệnh viện không con không sao đâu bây giờ con không thể nói cho mẹ biết điều gì nhưng hãy tin tưởng ở con nha mẹ rồi sau này con sẽ kể cho mẹ nghe mẹ tin là con làm gì cũng có lý do hết nhưng con hãy hứa là đừng để bị thương như vậy nữa con biết chưa gần đây con thô lỗ lắm đúng không mẹ con xin lỗi đứa trẻ nào mà không làm ba mẹ lo lắng chứ con đừng nói nữa mẹ chỉ cần con khỏe lại là được không biết đứa nào lại đánh con trai của mẹ ra nông nổi như vậy nữa nếu để mẹ gặp bên ngoài mẹ sẽ giết chết hắn ta con trai sao họ là mẹ con hả cái gì đây rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì <cười> <cười> cô quen với Kichan hả nhìn hai người thân quá hả cậu ta cũng phải là khách sao à, vì tôi thấy cô có vẻ quan tâm tới cậu ấy cho nên tôi nghĩ hai người quen thân thôi ôi trời đất ơi Tôi thấy cậu ta bị thương nên mới nấu cháo cho cậu ta thôi mà. Cô nên đối xử tốt với khách của mình chứ. Cái gì chứ? Mình nghe rõ ràng kia tranh gọi cô ta là mẹ mà. Thưa phu nhân baby, <laughs> cô chưa ăn sáng mà đã ra ngoài sao? Không cần cô phải lo. Người đó đâu rồi? Anh ta ở đâu rồi? Cô muốn nói ai? À, người khách bị thương đó hả? Cậu ta đang ở... Cậu ta kia kìa. Tôi có dọn cơm sẵn rồi, cô tranh thủ ăn rồi hắn đi. Ăn chút thôi cũng được. Cô <laughs> nhiều chuyện quá đi, không cần cô lo. gia đình này đúng là vô phước nên mới cưới phải đứa con dâu thô lỗ như vậy. Ôi trời ơi, sao con không nghỉ ngơi thêm một chút hả? Dạ, con cần kiểm tra một chuyện. Sao anh ta lại tới đây chứ? Là mình phát điên lên à? Nếu mà anh ta cứ tiếp tục ở đây thì mình phải tính làm sao hả? À, quá ra là cô ở đây. <laughs> anh bị điên hả? Đây là nhà tôi, anh không thể tới được. Theo tôi qua đây mà. Ôi. Cái <laughs> <laughs> gì vậy? Là bác xe ra mà. nè, thả tôi ra đi. Nè, cô nói sẽ trả tiền cho chúng tôi mà. Cô nói sẽ thanh toán sớm Sao giờ tôi chưa nhận được tiền nữa hả 30 ngàn thôi mà Tôi sẽ trả các người làm ơn đi đi Các người mà còn đến đây nữa tôi sẽ không trả đồng nào đâu Tôi còn khiến cho các người phải hối hận đó Ôi Trời ơi ừ. Xin chào mấy anh Mình đến Chắc hai anh này là bạn của cô hả Anh học kiến trúc hả Tôi là diễn viên minh Đinh Lê Nè cô đứng đó làm gì Phải mời bạn vô nhà ăn bánh uống trà chút chứ Sao các anh còn đứng đó Đi mau Tôi nói là đi mau à. Đi, đi Gặp lại cô sao Cô bị sao vậy Khách tới chơi thì đáng lý ra cô phải mời vô nhà Cô bớt lo chuyện bao đồng giùm Bao đồng hả Tôi chỉ muốn chào khách thôi mà Không phải họ là bạn cô hay sao Nếu không họ là ai hả Đủ rồi đó, đây không phải là chuyện của cô Cô làm tôi bực mình rồi đó Minh Lê à Đừng có nổi giận mà Cô đang mang thai như vậy Nổi giận thì sẽ không có tướng hai người đàn ông đó nhìn y như chủ nợ cô ta rất giàu mà sao phải mượn tiền hả có chuyện gì rồi nhìn cô ta rất đáng nghi Anh làm gì trong phòng tôi vậy? Rõ ràng tấm hình ở đây. Sao cậu nói dối tôi? Cậu ghét xê hu lắm hả? Cậu sợ cậu ta quay lại sao? Tôi đã nghĩ cậu hoàn toàn khác với họ. Thì ra tôi đã sai rồi. Anh bớt nói chuyện nhảm nhí giùm tôi. Ra khỏi phòng này ngay. Từ giờ đừng đến đây làm phiền gia đình tôi nữa có biết chưa? Cậu đã biết rõ nguyên nhân. Bà gọi tôi vào ngày bà mất đúng không hả? Có phải lúc đó bà biết tôi là xê hu rồi không? Biết thì đã sao? anh chỉ mới gặp bà tôi một năm thì đừng có lên mặt với tôi nha tôi đã sống với bà gần hai mươi năm rồi đó nên cháu trai của bà không phải là anh anh nghĩ anh sẽ được mọi thứ đến dùng danh nghĩa của bà hay sao đúng là giả dạ dối khi anh nói anh không muốn gì nghe đi. tôi biết rất rõ mục đích anh quay về anh muốn chiếm tập đoàn công rau chứ gì anh nói thẳng ra đi <laughs> tôi không bao giờ muốn quay về ngôi nhà chỉ toàn những người ích kỷ như cậu tôi chỉ cảm thấy tiếc một điều trước khi bà mất bà không thể gọi tôi một tiếng xe hu thân thương còn nữa Tôi muốn tìm hiểu tại sao bà lại qua đời một cách đột ngột như vậy. Chẳng lẽ cậu không nghĩ giống tôi sao? Cậu nói là cậu thương bà lắm mà. Anh muốn tìm hiểu cái gì? Hãy nói thật cho tôi biết đi. Mẹ của cậu đã làm gì bà mới chết hả? Anh làm ơn bớt sự diễn đi kia Tới lúc này cậu còn giả bộ sao? Cậu biết rất rõ nguyên nhân tại sao bà chúng ta chết mà. Cấm miệng đi! Anh đừng mở miệng ra là nhắc tới bà của tôi nữa. Đây là lần cuối tôi cảnh cáo anh. Kính thưa hội đồng quản trị Tôi biết là trong thời gian vừa qua Chỉ vì chuyện cá nhân của tôi Mà đã ảnh hưởng tới công ty rất nhiều Tôi thành thật xin lỗi mọi người Còn một chuyện nữa Tôi sẽ không chấp nhận việc công ty chúng ta Có một tổng giám đốc điều hành thiếu đạo đức như cô Bác Xê ra Kính thưa hội đồng Vừa qua tôi có cho người đi điều tra Thì phát hiện một sự thật Luận văn tốt nghiệp tiến sĩ của Bác Xê ra là giả Những câu từ trong đó Đều là sao chép của người khác là... Cái... Thưa hội đồng tôi còn tìm ra một sự thật nữa Từ trước đến giờ cô ta chưa từng làm trong lĩnh vực này Nên không có kinh nghiệm gì hết Cái gì? Cô nói thật hả? Chủ tịch đã chỉ định cô ta Sao ông ta lại không kiểm tra kỹ lượng để bây giờ báo cáo làm gì chứ Phải rồi, phải Mày đó, đó. đó. mà đó Sao, sao, sao đúng 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 vậy ta vậy? À như bác Sera phá đắc công ty này thì sao đây? Cựu tổng giám đốc điều hành Guseki ơn đã cho người đi điều tra quá trình học tập của cô Sera. Cô định xử lý chuyện này thế nào? Cái gì? Điều tra hả? đây là luận văn tiến sĩ về các nguyên liệu mỹ phẩm mà Baxter đã ăn cắp. Con đã cố ngăn mọi chuyện lại nhưng không ngờ các nhân viên lại biết được tin tức này quá nhanh. Con xin lỗi vì không giúp được gì hết. Cô nhìn cái gì hả? Sao cô dám lừa cả công ty chứ? Cô định không giải thích gì sao? Và thứ ba, thật ra chuyện này là à, không sao đâu, Sera. Dạ. Chuyện con ăn cắp ý tưởng sản phẩm hay là làm giả bằng cấp, ba không hề quan tâm. Thời gian qua con đã đóng góp rất nhiều cho công ty Đối với bà Những kinh nghiệm thực hành mới là quan trọng nhất Bà nói cái gì vậy Con đó lại làm ba thất vọng lần nữa Chuyện của gia đình con nên giấu mấy phải Sao lại đem nói trước mặt hội đồng hả Bà đã bổ nhiệm rồi mà còn cối thường ba sao? Lúc nào con cũng làm theo ý của mình hết Dạ thưa ba Con xin ba hãy nhìn sự việc một cách khách quan hơn Bác Sê ra không thể làm tổng giám đốc điều hành được ạ à? Cô ta hoàn toàn không đủ khả năng và trách nhiệm làm công việc này Ba nghĩ con bé làm riết rồi cũng quen thôi con tự tin mình làm được chứ xe ra con thấy chị chồng nói rất đúng đó thưa ba bởi vì năng lực của con còn hạn chế nên dự án mà chị ấy đang đảm nhận con nghĩ nó hơi quá sức với con đó thưa ba sao chứ ba nghe cô ta nói gì chưa cô ta đã thừa nhận mình yếu kém con xin bà hãy cân nhắc quyết định bổ nhiệm cô ta đi ạ à? dạ thưa ba con thấy chị xe cân rất giỏi trong việc quản lý cho nên con có ý này mong ba chấp nhận hiện tại vị trí trưởng nhóm phát triển dự án vẫn còn trống con nghĩ chị chồng rất hợp với vị trí đó cái gì trưởng nhóm phát triển cô biết mình đang nói cái gì không hả ba có thể phạt chị chồng nhưng xin ba đừng sa thải dù sao công ty cũng cần người như chị ấy với lại nếu để chị ấy làm vị trí này thì người ta cũng bớt bàn tán đồng thời họ cũng nghĩ gia đình của chúng ta vẫn êm đềm hạnh phúc không xảy ra mâu thuẫn gì hết đó ba con đúng là nhìn xa trông rộng biết nghĩ cho công ty cảm ơn con làm theo lời con nói đi ba ơi ba nếu xe ra không nói giúp ba sẽ không để con ở lại học tập em dâu con cư xử đàng hoàng đi. Ừ, ra, ba tin con làm được, đừng làm ba thất vọng đó. Con cảm ơn ba đã tin tưởng con, con hứa sẽ cố gắng hết sức để phát triển công ty, để không phụ lòng mong mỏi mà ba đã dành cho con. <laughs> Chị chồng. Chị hãy làm việc chăm chỉ và cố hết sức. Nếu cần giúp cứ nói em ha. Cái đồ à. quá đáng này. Cô đã hại tôi ra nông nổi này còn dở dòng đạo đức với tôi nữa hả? Đủ rồi đó trưởng phòng cô. Chị đừng đem chuyện cá nhân vào công việc nữa. Mọi người nhìn thấy kìa. Cái gì? giờ còn dám lên giọng với tôi nữa lúc nãy chị không nghe ba nói gì sao nhờ tôi năn nỉ nên ba mới đồng ý cho chị ở lại công ty này cho nên đừng hành động như một kẻ vô giáo dục đáng lẽ chị phải biết ơn tôi chứ cô đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đó hả giang đanh hy dù cô cố gắng thế nào thì cô cũng chỉ là giang đanh hy mà thôi là giang đanh hy thì sao hình như chị đã quên đi một chuyện tôi đang mang thai cháu trai gia đình này cứ cho là mọi người phát hiện tôi là giang đan hi đi chị nghĩ họ sẽ đuổi tôi được sao bây giờ tôi cần phải xử lý công việc chị làm ơn ra ngoài giùm tôi giang đan hi tôi thề bằng mọi giá tôi sẽ giết chết cô cho nên cô bớt đắc ý đi đúng rồi còn hồng si mình sẽ lợi dụng con bé đó trời ơi tay con chảy máu rồi nè tội nghiệp quá ôi trời ơi con bị sao vậy hồng si bị thương ở đâu hả ồ con bé bị thương khi ở trường học cô giáo sát trùng rồi tôi làm lại cho chắc ăn thôi à, chắc là đau lắm đó thiệt tình rốt cuộc con bị cái gì vậy có bạn trong lớp xui té con á hả dạ không có Lúc đang chơi do chạy giỡn nên con mới bị giác té thôi. Ừ, làm sao đây? Con làm cô lo quá không si à? Con hiền như vậy sẽ có người ăn hiếp con. Hồng si à? Sau này á nếu có người nào ăn hiếp con, con phải khoanh tay lại như vậy nè. Nhìn thẳng vô mắt của người đó. Nói rõ ràng từng chữ một. Đừng học ăn hiếp nha. Tôi không dễ bị đánh đâu mà. Bởi vì ba mẹ của tôi rất là yêu thương tôi đó. Con nhớ chưa? Nói thử cô nghe. Đừng học ăn hiếp nha. Tôi không dễ bị đánh đâu. Tốt lắm. Tiếp con. Ừ phải chi ba mẹ tôi rất yêu thương tôi đó đúng rồi hồng si giỏi lắm cả nhà ai cũng yêu thương con và coi con như báu vật vậy nên không được để ai ăn hiếp hết nếu họ vẫn cố tình ăn hiếp con thì con phải nói cho cô với mẹ con nghe có biết chưa dạ con biết rồi con biết rồi mẹ ờ, trời ơi con tôi thông minh quá hay là bây giờ mẹ dắt con đi ăn con chịu không dạ <laughs> đi mình đi đứng lên nào đi thôi <laughs> thì ra mindan lê cô gô và sơn Kỳ chan có quen biết nhau tất cả bọn họ đều ở cùng một phe hôm nay Hong si không tới hả cô tìm Hong si để làm gì ừ, hai con cá đang hôn nhau nè ừ, Hong si hay quá à. <laughs> nó đang ở trong bếp sao rốt cuộc cô ta có âm mưu gì vậy <laughs> Hồng Si à Hồng Si mới tới hả Chào con Con chào cơ Gì đây Sao tự nhiên cô đối xử tốt với Hồng Si vậy Ôi trời Hồng Si đúng là một tài năng hội họa đó nha Coi như cô cũng có mắt nhìn Con đã đạt giải hai lần khi tham gia các cuộc thi vẽ tranh đúng không Hồng Si <laughs> Dạ Thiệt hả Còn đạt giải luôn sao Bà tôi có biết chuyện này không vậy Chủ tịch gu hả Không biết nữa Tôi chưa nói với anh ấy bao giờ Có chuyện gì hả <laughs> Có gì đâu Tôi chỉ muốn nói nếu ba tôi biết Hồng Si có năng khiếu hội họa như vậy Tôi tin lão mấy sẽ giúp con bé Con bé cần một môi trường học tập tốt mà Tại sao hôm nay chủ tịch về sớm à. vậy Nhìn chủ tịch và con dâu thân thiết với nhau Ai cũng nghĩ là cha con ruột hết ừ. đó. Vậy sao hèn chi con cứ có cảm giác kiếp trước ba là ba ruột của con đó <laughs> hình như hôm nay con cũng về sớm dạ mà. ba kêu con phải về sớm ba lo cho cháu của ba ba nói con làm việc quá sớt sẽ ảnh hưởng đến bé nên hmm. kêu con đi về mà ba ơi ba đi rửa mặt trước đi con sẽ chuẩn bị bữa tối cho ba tại sao con phải đi chuẩn bị chứ chị gô lo rồi mà ừ con hãy nghỉ ngơi đi con có làm sao đâu mang thai cũng cần vận động mà ba với lại con cũng thích nấu ăn ừ, nữa Con bé này <laughs> Ôi, Nhìn hai người thân thiết quá Cứ như là cha con ruột vậy Không ai nghĩ tới cảm giác của tôi hết à ừ. Chứ thịt về rồi hả à. Ui, Hồng Si nè Ủa Hồng Si Chào em Em mới tới chơi đó hả Dạ thưa ba Ba thương Hồng Si tới như vậy Ba có nghĩ là sẽ tài trợ con bé không ạ à? Ừ con phát hiện là hồng si dễ vô cùng đẹp con bé sẽ được phát huy tài năng nếu học tập trong một môi trường tốt trời ơi thật không hả chú không ngờ hồng si lại có năng khiếu hội họa đó bình thường em thấy hồng si rất thích vẽ con bé còn được giải thưởng nữa đó ờ à, anh nghĩ là anh nên tìm một giáo viên tốt có như vậy hồng si mới phát triển năng khiếu được ờ à, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ tài trợ toàn bộ học phí cho hồng si <laughs> <laughs> ba nè con biết có một giáo viên rất giỏi lúc giòn hà còn nhỏ cô ấy cũng dạy thằng bé nếu như mà Hong Si muốn học Thì con sẽ ngỏ lời mời cô ấy tới đây à, Chẳng phải Hong Si đã có nhà riêng sao Tại sao phải mời giáo viên tới đây Dụng cụ học vẽ của John Ha vẫn còn ở đây mà Nếu con bé học ở đây thì tốt hơn Sao hả Cô không thích à, à Tại sao em lại không thích được Gu Se Cân Cô lại kiếm chuyện với tôi nữa hả Ồ vậy uh, Hong Si à Con cảm thấy thích không hả dạ thích con thích học vẽ lắm con nói thật sao ừ, vậy thì uh, ngay ngày mai bắt đầu học nha <laughs> trời ơi thích quá à hồng si kể từ ngày mai con được học vẽ rồi mặc dù tôi không biết được mục đích của cô nhưng cảm ơn cô đã nghĩ cho hồng si nha có gì đâu thấy ba tôi rất thương hồng si nên tôi muốn giúp ôi trời ôi trời ôi trời trời phải rồi hả hình như con bé hồng si từng bị chị của nó bỏ rơi Có đúng vậy không ạ ừ, trời thôi đi cô đừng có nói nữa hồng si à con được theo chủ Ủa... tịch nữa hứ? Đi hỏi cô Gô coi có đồ ăn chưa Đi đi con Dạ, cô Topstar Nhanh đi con Trời... Nè, em vừa nói gì hả Ai đã bỏ rơi con bé chứ Trời ơi, cô à, cô nói như vậy là sao chứ Rốt cuộc là có chuyện gì cô kể cho mọi người nghe đi Em nghe nói là Chị gái của hồng si Đã bỏ mặt con bé sống ở dưới quê một mình Rồi sau đó chạy trốn sang Mỹ đó Tôi được nghe kể vậy mà Trời đất ơi, sao lại có người tàn nhẫn như vậy chứ Ồ, ờ, khoan đã thì ra đây là lý do chúng ta tìm thấy con bé ở sinan ai thiệt là hồng xin đáng yêu như vậy mà tôi sẽ liên lạc với bên mỹ bằng mọi giá phải tìm cho được cô ta em gái mình mà cũng có thể bỏ nữa hả để tôi coi mặt cô ta ác như thế nào Hey. Ôi trời ơi ờ, con dâu bị làm sao vậy con dâu à đột ờ. nhiên con đau bụng quá nè cô ly sao vậy Mau đi xe ra đi nghỉ Xe ra à Con phải thật bình tĩnh Để mẹ đỡ con đi ha Cẩn thận Cô nhìn bé rồi. đó Dựa cẩn... vào mẹ đi con Từ Cô, từ thôi Cẩn thận đó ờ. Ờ, không sao chứ Từ từ thôi Con có chắc là không sao chứ Hay là để mẹ gọi bác sĩ ha Con không sao đâu Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi Được rồi con đừng lo nghĩ gì hết Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi hả Hả ừ. Phải làm sao để giải quyết chuyện con hôn Si đi Mình đã hâm dọa con bé nhiều lần rồi Sao nó vẫn cứ tới đây hoài vậy Tức đi. cô không sao chứ chắc là hồng si làm cô ngạc nhiên lắm hả chị muốn dùng hồng si để uy hiếp tôi tới khi nào nữa tôi thành thật khuyên chị nên dừng lại tôi có uy hiếp gì cô đâu chứ tôi chỉ nghĩ là chắc cô nhớ em gái quá nên tôi muốn hai người gặp nhau một chút cho đỡ nhớ thôi tôi không biết cô đã làm gì để khiến cho hồng si im lặng nhưng tôi thực sự phục khả năng của cô lắm đó tôi thành thật khuyên cô Hãy đối xử tốt với con bé nếu không nó sẽ tiết lộ tất cả mọi chuyện. Cô biết chứ? Ừ? Trời ơi, gì vậy? Cô đừng nói là... Cô định bỏ rơi một đứa trẻ đáng yêu như Hồng Si một lần nữa nha. Trời ơi! Trời ơi, cô đúng là đáng sợ thiệt đó. Cô sẽ cô, muốn kiếm chuyện với tôi hả Sao mọi chuyện lại cứ rối tung lên như vậy hả Thuê nhiều người giúp việc không biết để làm gì mà tới nước cũng không có để uống Tức chết đi được Nè Em định lên đây để làm chuyện gì nữa hả Nè Sao em lại đối xử với chị như vậy hả Em muốn chị phải chết em mới vui chứ gì Em nghĩ sao mà đồng ý tới đây học hả Cho dù em vẽ tranh giỏi như thế nào Thì chỉ cần học ở nhà là được rồi Chin Hong Si Em hãy xuống dưới và nói với chủ tịch Em không muốn học ở đây biết chưa Hãy hứa là từ đây trở đi Không xuất hiện trước mặt gì nữa Không thích Em muốn được học vậy Em vừa nói cái gì? Em cố tình không hiểu ý chị nói hả? Em muốn chị nổi điên lên thì em mới vui đúng không? Đừng không ăn hiếp em nha Em không dễ bị đánh đâu Bởi vì ba mẹ rất thương em Em là báo vật của ba mẹ Báo vật cái gì? Ông Si à Cô đang làm gì vậy? Sao đây? Cô đang ăn hiếp ông Si nữa đó hả? Tại sao tôi phải ăn hiếp con bé chứ? đó là thuốc gì vậy của cô hết sao mang thai mà uống thuốc Bộ cô không sợ bị ảnh hưởng hả đây không phải là chuyện của cô thuốc là do bác sĩ chỉ định tôi không uống tùy tiện đâu càng nhìn càng chướng mắt 박사님 지정하? 검사 h 시해도알수 있어. 나머지는 내가 알아서 할 테니까 홍시 데리고 얼른 가봐. 나머지? 나머지가 어딨어 설거지까지 죄다 끝냈구만. 하여튼 이집 며느리나 시어머니나. 지들 공 세울 생각뿐이구만. 아유, 가정스러운 것 홍시야, 집에 가자. Chúng ta tới nhà rồi. Ê cha, không si à. Con về trễ quá nha. Con có biết ba nhớ con nhiều lắm không? Con vô thay quần áo đi, rồi con hoạt hình với ba. Dạ, con biết thưa ba. đi, đi. À. chuyện sao rồi cô đơn lên? Dùng cách anh em xin đôi hiệu quả chứ Cô Ly và anh ta đã có một cuộc nói chuyện với nhau Tôi đã ghi âm lại rồi Tuy tôi không thể ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện đó Nhưng tôi nghĩ những điểm quan trọng đều có Vậy cũng được Nhưng chúng ta cần thêm vài bằng chứng cho chắc ăn Tôi rất hào hứng muốn thấy khuôn mặt của cô Ly khi giận dữ sẽ thế nào Chắc ừ. lúc đó nhìn cô ta mắc cười lắm à. Thành công vậy Tất cả đều nhờ đi in này có đúng không <laughs> lúc đó tôi đã cầm cây gãy này vào nhà họ nè cầm lấy đi cầm lấy đi cầm lấy đi nhờ vậy mới phát hiện ra tất cả diễn xuất của tôi phải nói là quá tuyệt vời nếu đi thi chắc đặt giải luôn đó tôi sẽ cho ông thấy diễn xuất của tôi ha cầm lấy đi cầm lấy đi cầm lấy đi cầm lấy đi nhờ yên hả họ đã lên kế hoạch hại mình sao đúng là quá đáng thiệt mà Sơn Ki Chan, Min Đơn Lê, cô cô và cả tên thầy bói kia nữa. Các người hợp tác với nhau hại tôi chứ gì. Sai rồi. Tưởng đối phó với tôi dễ lắm hả? Đừng mơ. Mắt của cô mắt của cô mắt của cô đưa cho tôi đưa cho tôi cô. sao con búp bê này ở đây rõ ràng ở khách sạn mình quăng nó rồi mà d 7 xe hơi nó có nghĩa là gì chứ anh sẽ chưa nè anh làm cho em giật mình đó tôi làm gì mà cô giật mình thì anh vào phòng đột ngột nên em giật mình anh mới về hả ờ à. đó là cái gì vậy à, à. à đâu có gì đâu em ra ngoài một chút mua vài viên thuốc nha anh nghỉ ngơi trước đi mình chắc chắn là trong ngôi nhà này có người đồng loại với bà vicky là cô xe cưng hay anh Sê chu đây nếu không phải là hai người đó vậy là người giúp việc rồi chiếc xe đó nhìn thấy mình mà vẫn không dừng lại hả? Vậy là họ cố ý giết mình rồi. Phải rồi là chiếc xe hơi đó. Có ai đó đang theo dõi mình. Bà đang ở đây có đúng không? Ra đây mau. Bà ra đây báo cho tôi Đừng chơi trò này nữa Cứ ngồi thì ra đây trước mặt tôi đi nè Anh là ai vậy? Hả? Ừ, 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 trời đất ơi. Giám đốc Chu hả? Ờ, 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 ờ trưởng phòng bác cô cô giả bộ không thấy tôi là được tôi đi ngay đây à... khoan đã từ tối tới giờ anh ăn gì chưa ừ. Ừ. anh ăn từ từ thôi anh cũng muốn ăn thêm gì nữa không <laughs> chị ơi cho tôi thêm một tô canh đã xảy ra chuyện gì với anh vậy tại chị Se cơn nên anh mới lâm vào tình trạng này hả ừ. ở công ty người ta đồn anh với Se cơn ngoại tình với nhau nên tôi mới biết chuyện họ cũng nói là tại anh mà cô ta muốn phát điên lên luôn đó Hì. cô ta đã cho người đi giết tôi cô ta còn phát điên cái gì hả Ê, thiệt là anh vừa nói xê cơn kêu người giết anh sao à. làm gì có tôi nói dối cô làm cái gì tôi đã bị cô ta chôn sống đó nếu như lời anh nói là sự thật thì chị sẽ công quả thật đáng sợ. Sau khi hãm hại anh như vậy, tôi không ngờ là chị ấy vẫn có thể sống ung dung hạnh phúc. Anh cho tôi biết giữa hai người có chuyện gì được không? Nghe nói là hai người hẹn hò ba năm rồi mà. Tôi nghĩ là anh rất nghiêm túc với mối quan hệ này đúng chứ? Đương nhiên là nghiêm túc rồi, ba năm chứ bộ. Cô hỏi vậy là ý gì đây? Cô tò mò về cô ấy hơi nhiều rồi đó. Tôi sẽ nói thẳng về vấn đề. Tôi rất cần một số thông tin của xe cơn. Bản thân tôi là một người rất biết giữ bí mật. Tôi không thể nói ra cho cô biết được nếu như... Đây là khoản cho thỏa thuận ban đầu. Anh hãy đi kiếm vài bộ quần áo mới, tắm rửa cho sạch sẽ. Sau đó anh hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ chờ. <cười> <cười> Chỉ vì cái thẻ tín dụng và sổ thanh toán này thôi mà sáng sớm cô gọi tôi tới rồi hả? Nè cô ơi, Bớt lớn tiếng với tôi đi. Cô dùng cái này người ta nghĩ là thẻ cá nhân của cô đó. Nên bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ đưa tiền cho cô đi chợ. Hả? Ba đã giao cho tôi quản lý tất cả chi tiêu trong nhà này, cô quên rồi sao? Cô là người lạ, sao tôi tin được chứ? Đây là tiền chợ hôm nay. Nhưng trước đây tôi luôn sử dụng thẻ mà, với lại cô đưa tôi 50 ngàn chỉ đủ mua thức ăn cho chó thôi. Vậy mà không đủ. Cô đang lãng phí tiền của chúng tôi đó, tính toán tiền chợ sao cho nó nằm trong ngân sách. Đó là trách nhiệm của cô. Nấu ăn xong nhớ gọi tôi. Ôi trời! Làm như gia đình của cô ăn ít lắm vậy, hả? Nhiều đây thì ai ăn ai nhịn. Người gì đâu mà keo kiệt bụng xỉn hết chỗ nói mà. Thiệt là... Ôi, người như cô ta mình không thể chịu đựng được nữa. Thiệt là quá đáng. Uhm, muốn đập cô ta một trận ghê á. Trời đất ơi! Con dâu à, con làm hết chỗ này luôn hả? Dạ phải thưa ba. Ngày nào con cũng chuẩn bị hết. Chỉ cần cả nhà ăn ngon miệng là con thấy vui rồi. Ừ, bà đã dặn con đừng làm rồi mà. Mấy việc vất vả này cứ để chị Gô làm cho. Cô ấy có nghe lời tôi đâu, tôi nói rất nhiều lần rồi. Mà cô ấy vẫn dành làm hết. Thậm chí hả lặt rau cô ấy cũng không cho tôi đụng tới luôn. Ừ. Ba ăn đi kẻ nguội đó ba. Được rồi. Ừ. Ăn đi. Ăn đi. Ba rất thích đậu hũ ôm Ba thấy sao ngon không ạ à? Ừ, cháu giàu ạ à, Con cho nhiều tiêu quá À Sao vậy Chị thấy hôm qua em nấu rất ngon mà Dạ Để em thử lại xem sao à, Dạ Chắc là do con mang thai nên vị giác hơi bị thay đổi Con đã không nêm nếm vừa viện ba rồi Con xin lỗi ba và cả nhà nhiều lắm Có gì đâu, ba hiểu mà ừ, Ba thấy cũng được ừ. Đồ ăn rất ngon Có em bé đúng là sướng thiệt á Dù có phạm lỗi gì cũng được tha thứ hết Cô định nói giống như con đó Chắc mai mốt mình cũng mang thai đi được cưng chiều như vậy quá Cháu giàu đúng là sướng thiệt Nè, yeah. Được rồi, em không có nói nữa Chắc con bé tu được 10 kiếp ở nhà này Hoàng đi <laughs> Con qua đây với mẹ Mẹ kêu con vào có chuyện gì không? Tới giờ con phải đi làm rồi đó Mẹ phát hiện ra cô Gô và Sơn Chan là mẹ con Dạ Mẹ vừa mới nói cái gì vậy? Thậm chí cô Gô còn hợp tác với chồng mình để cho xấu mẹ nữa đó con à hai người họ đã bắt tay với min lê hành hạ tinh thần của mẹ tức quá mày phải làm sao với họ đi mẹ chỉ cần đuổi họ ra khỏi nhà là được chủ tịch rất là yêu thương họ sao mẹ có thể đuổi họ ra khỏi nhà được cô cô sẽ còn làm nhiều chuyện hơn nữa chúng ta hãy gài bẫy để min lê phạm đổi sau đó sẽ tống khứ đám người này cùng một lúc luôn con dâu à con đã có ý tưởng gì rồi sao Những gì khi cha nói đều là sự thật. Đúng là xe hưu rồi. Xe hưu tội nghiệp. Là ai đã làm chuyện này? Giữa cụ ly xe kướng và xe chuông. Là người nào đã ra tay hại xe chuông của mình? Dạ thưa chủ tịch, chúng tôi đã tìm thấy chủ nhân của chiếc xe. Người đó là ai? Thưa chủ tịch, chủ nhân chiếc xe là vợ của thư ký Choi. Vợ thư ký Choi? Là thư ký của xe kỳ ứng hả? Dạ. xe kiến ứng? Sao nó dám chứ? Tôi không ngờ là anh gọi cho tôi nhanh đến vậy, anh Tê Su à. Ờ. À. Tôi muốn nhanh chóng trả thù seki ơn nên mới gọi cho cô. Tôi có vài thông tin khá hay về seki ơn đó. Chắc chắn cô sẽ không thất vọng đâu. Chừng nào chúng ta gặp nhau hả? Tôi sẵn sàng rồi. Hiện giờ tôi đang bận nên chưa thể gặp anh. Nhưng anh hãy giúp tôi làm việc này trước. Ăn cắp một số thông tin từ mỹ phẩm chị em giùm tôi. Tôi muốn biết tình hình bán hàng và chiến lược kinh doanh của họ như thế nào. Tôi muốn tìm vài điểm hạn chế để có thể đối phó với họ. Anh đã chấp nhận đề nghị của tôi hãy chứng tỏ cho tôi thấy khả năng của anh đi được rồi lấy thông tin người khác là nghề của tôi mà tôi sẽ cho cô thấy khả năng làm việc của tôi hãy chờ coi. ha 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 내가 널 어떻게 갖고 nó는지. chuyện gì vậy sao yên hang lại ở đây chứ mà khoan đã cô ta có biết mình là người châm lửa đâu bắt mớ gì mình phải chạy trốn cô ta còn chủ tịch Gung, mình cũng không thể chạy trốn ông ta và tay sai ông ta mãi được được thôi mình sẽ lợi dụng kim yên hi để lấy lại số tiền của mình đã mất tôi sẽ gặp cô sớm thôi ba ơi ba không lẽ mà đang nghi ngờ con làm chuyện này hả con có thể lấy danh dự ra thề là con không có làm mà nếu như con không ra lệnh cho thư ký choi làm việc này thì tại sao anh ta cố giết kỳ chan hả bà không thấy ở đây có gì kỳ lạ sao nếu con muốn giết chết kỳ chan thì con sẽ không bao giờ dùng xe vợ của thư ký choi vì làm vậy sẽ bị phát hiện chắc chắn là có người muốn hại con và mục đích của họ là muốn chia rẽ cha con chúng ta bà nhớ lúc con còn nhỏ lúc nào con cũng ghen tị với xe Hu, chị chơi với em con chọc em khóc thậm chí có lần chơi trốn tiền con còn nhốt em ở trong phòng tắm nữa Bà dạy con sai rồi xe kia ưng Chính bà đã biến con thành một quái vật Lỗi tại ba Xin bà hãy tin con Con không làm gì hết mà Con là con gái ruột của ba Tại sao ba lại không tin tưởng con hả Bác xe ra chỉ là người dân thôi Cô ta nói cái gì ba cũng tin hết là sao vậy Con là người có khả năng hại chiến tranh nhất Hãy nhìn lại những gì con làm đi Bà muốn biết sự thật Con đã làm gì với em trai con Bao nói đi Con biết thời gian qua con làm nhiều việc sai trái Con cũng rất hối hận ba à nhưng bà muốn con phải làm cái gì Thì ba mới có thể tin tưởng con hả Con làm gì vậy Sê Kiên Nếu con tự tử tại đây Ba sẽ tin con chứ Còn muốn biết giữa con và bác Sê Ra Thì ai là người quan trọng đối với ba hơn Đừng Lại ngay Dừng lại Đưa đi Đưa đi Sê Kiên à. à. Ba ơi ba Ba, ơi, ba 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 ơi, ba chị xê cơn chị đã làm gì với ba vậy hả ba ơi ba ba chảy máu nhiều quá ba ơi học lực của lớp mười hai quá tệ các thầy cô đã dạy cái gì hả ha? hai người dạy đàng hoàng đi đây là năm cuối cấp đó của ai vậy tôi đã nhắc rất nhiều lần đang họ phải để điện thoại ở chế độ rung vậy mà cũng không làm được nữa thần chết gì sao cô ta lại gọi cho mình ờ à, được rồi ra ngoài đi hello tôi nghe Dạ, xin chào thầy. Tôi có vài rắc rối muốn nhờ thầy giải quyết. Thầy đến nhà tôi có được không? Ờ, à, ơ. À. À, cô gặp rắc rối gì? Người đàn ông trẻ mà thầy nói đã nhìn thấy trong phòng của tôi. Anh ta quay lại rồi. À, thật vậy hả? Trời ơi, thật là đáng sợ mà. Tôi sẽ đến đó sau khi tôi dạy... À, khoan, ý tôi là tôi tôi đang nói chuyện với thần linh khi nào nói chuyện với thần linh xong tôi sẽ tới nhà cô hay quá à. cuối cùng cá đã cắn câu coi bộ lần này mình câu hơi nhiều cá thì phải dạ <laughs> đây là thuốc mà em gái của tôi hay dùng anh lấy cho tôi thuốc giống vậy nha phải có chỉ định của bác sĩ thì cô mới mua được thuốc này chứ nhưng mà thuốc này có tác dụng gì vậy đây là thuốc an thần nữa Nhưng mà em gái tôi Nó đang mang thai Phụ nữ mang thai uống được không vậy anh Em cô mang thai hả Cô ấy không được uống đâu Đối với người bình thường sử dụng thuốc này Còn có tác dụng phụ nữa huống hồn chi người đang mang thai Hãy nói với em cô Đừng uống nữa được chứ Ồ Thì ra là như vậy sao Ôi trời đất ơi Ở Con dâu à Chuyện gì xảy ra vậy Cũng tại chị xe cơ có... <laughs> Lát nữa con kể cho mẹ nghe sao Dạ thưa ba, để con đưa ba về phòng ừ. Mẹ ơi mẹ, mẹ lấy dùm con ly nước đưa vô phòng ba để ba uống thuốc Ờ ờ, mẹ biết rồi Mình đi thôi ừ. Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra vậy hả? Ừ. Lúc nãy con thấy mặt ba tái mét à Bây giờ ba đã đỡ hơn chưa? <laughs> ba thấy đỡ rồi con mang thai mà còn lo cho ba nữa. Ba thấy có lỗi lắm. Là chủ gia đình mà để con thấy cảnh như vậy. Ba xin lỗi con. Ba có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi con. Con cũng là người trong gia đình mà. Hôm nay con thấy ba đau khổ vì chị xê cơn như vậy. Thật sự con cảm thấy rất khó chịu. Ba ơi ba, ba đừng buồn nha ba. À, mà quên nữa ba, chị xê cơn Ba định xử lý chuyện gì ấy ra sao? Ba không biết. Trước đây ba chưa từng nhìn thấy Sê-cương giận dữ tới như vậy. Chắc là con bé không giết Kỳ Chan đâu. À, dạ thưa ba. Con thật sự suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Mà không biết có nên nói với ba hay không nữa. Là chuyện gì? Chị Sê-cương từng kể cho con nghe một chuyện vô cùng quan trọng. Chị ấy nói nếu loại bỏ khi chan thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Chị ấy còn nói khi chan biết quá nhiều, chắc chắn sẽ là một mối nguy hiểm cho chị ấy đó. Cái gì chứ? Sê Cương từng nói với con như vậy hả? Sao bây giờ con mới nói cho ba biết? Vì chị Sê Cương cũng là người nhà của con. Thật lòng con không muốn nói ra chuyện này chút nào. Nhưng lúc con nghe chị ấy nói, con cũng hốt quản giống như ba bây giờ vậy đó. Ba hiểu rồi. Ờ, con đừng nói chuyện này với ai hết nha. Dạ con biết rồi. Con sẽ không nói với ai đâu. Bà yên tâm đi. Uh... Con mau nói cho mẹ biết đi. Tại sao chủ tịch lại bị thương chứ? Là Gu Xe Cân đã làm chuyện này đó mẹ. Con đang nói thật hả? Mau kể cho mẹ nghe đi. Mẹ hồi hộp quá. con mau kể cho mẹ nghe đi mà. Bà đã phát hiện ra chuyện khi Chan bị người ta đánh là do Gu Xe Cân sai người thực hiện. Ba bắt chị ấy nói sự thật Thì chị ấy đã dọa tự tử Cho nên ba mới bị mảnh trai cưới vào <laughs> Ngô Sê -kyung đã thuê người giết Ki Chan hả Vậy mà cô ta dám đổ thừa cho mẹ và Se Chun đó Cô ta đúng là nham hiểm Nhưng mà tại sao Chủ tịch lại phát hiện ra chuyện này Chắc là ba đã cho người điều tra thủ phạm Nhìn Sê Kiên khóc lắm trong phòng làm việc của ba <laughs> Y như là đang diễn kịch Có chuyện gì đó không hợp lý ở đây Còn có chắc là Sê Kiên làm chứ Sao hả mẹ bình thường xe là một đứa rất cẩn thận và kỹ tính thật khó tin nó lại bị phát hiện dễ dàng như vậy mà với tính cách của nó nó sẽ không làm những chuyện này nói vậy thủ phạm chính là mẹ rồi hả trong nhà này chỉ có mẹ và xe mới có động cơ loại bỏ sinh kia Chan à mà cũng có thể là anh sẽ chúa Con nói gì vậy không phải là mẹ mà với lại chồng của con cũng không bao giờ làm chuyện đó đâu mẹ chồng ơi mẹ chồng con nói chơi thôi mà mẹ làm gì căng thẳng vậy <laughs> mẹ biết rồi mà dù sao thấy sơ Kiên gặp rắc rối mẹ cũng hả dạ một phần cảm ơn con đã nói cho mẹ biết nha đúng rồi chuyện mẹ nhờ con đó con đã chuẩn bị hết chưa <laughs> mấy người đó đúng là ngốc thật, ngốc tới mức tự gây rắc rối cho mình mới ghê chứ. Họ cứ ngốc như vậy càng tốt từ giờ sẽ không ai nghi ngờ đan nghi này nữa, bởi vì tội mình gây ra đã đổ hết lên đầu của họ. Anh phải cẩn thận hết sức biết chưa? Còn mã số xe, anh đã đổi thành số xe của giờ thư ký chơi chưa? Dù kế hoạch không thành công đi nữa, anh cũng đừng để bị bắt nếu bị bắt thì tôi sẽ không trả tiền đâu <laughs> ba ơi ba ba sẽ không bao giờ gặp được sehu đâu Giặc dạ Sơn kia chan anh đừng hòng bước chân vào nhà này muốn làm gu sehu hả quên đi ha <laughs> bây giờ thì tới lúc loại bỏ Min đênh Lê và cô giúp gì cô ta thiếu ý thức dễ sợ ngủ dậy không chịu xếp mền gì hết á xe ừ. chun uống cái này hả vết son môi Phụ nữ đang mang thai không được uống rượu mà Cô ta đúng là điên thật rồi Cô vẫn chưa dọn xong nữa hả? Dạ xong rồi Tôi đã quét sạch đến từng hạt bụi trong phòng luôn À cô cô à Bữa sáng hôm nay thật sự rất ngon Cảm ơn cô Dạ không có gì đâu Bất cứ khi nào cô muốn tôi sẽ nấu một bữa sáng y như vậy Khỏi đi ha. Tôi nghĩ là cô đã hết cơ hội. Ý cô là gì? À, ly rượu này là do cô uống sao? Bớt nói nhảm giùm tôi. Tôi có thai làm sao uống rượu được hả? Vậy thì vết son môi này là của ai? Chồng cô xài son này hả? Màu này cũng hợp với chồng cô quá hả? Ủa cô Đơn Lê? Tôi hỏi nè, có phải là bác sĩ ra thường hay uống thuốc an thần có đúng không? Cô ta đang mang thai mà vẫn còn uống sao? Chính xác là như vậy, một ngày cô ta uống thuốc hai lần, thậm chí mỗi buổi sáng cô ta còn uống cà phê rất đậm nữa. Nè, cô nhìn đi. Tôi đi vô dọn phòng thì thấy cái ly rượu này đó, dấu son môi của cô ta còn ở đây rành rành, vậy mà cô ta còn chối cãi. Tôi hiểu rồi. Hiểu cái gì? Cô ta không hề mang thai, cô ta chỉ đang giả bộ thôi. Thật vậy sao? Thấy cô ta kỳ lạ là tôi đã nghi ngờ rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta phải mau nói chuyện này cho chủ tịch biết. Ừ. À, dám nói dối mình mang thai để được chủ tịch yêu thương hả? công nhận của ta giống mẹ chồng của ta thiệt đó à, trời... À, ôi trời ơi trời chuyện gì à. vậy anh hả à? ồ ờ. gì vậy chuyện gì vậy Ồ à, ờ. con dâu à sao vậy có chuyện rồi hả ờ, gì vậy con hả à. ôi trời ơi. Ủa, sao cái này lỡ ở đây Con dâu à Ai lại để nó trên giường của con Con không biết là của ai Nhưng lúc nãy con đau bụng định nằm nghỉ một lát Thì đột nhiên con phát hiện con búp bê này dưới chân Con dâu à Con không sao chứ hả? Ngoài người giúp việc ra Không ai vào phòng này hết Rốt cuộc lại đã làm chuyện này Con cũng không biết À mà đúng rồi Lúc nãy con vào phòng nằm nghỉ ừ. Thì con thấy cô gô vừa dọn phòng xong không thể nào là cô ấy đâu ờ, Con không sao chứ à, 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 à. Con của con Làm sao giúp con đi à, à. Không thể cho qua dễ dàng như vậy Chúng ta phải đi hỏi cô ta ngay mới được Cô không sao à. chứ hả? Con vô cô à Con nghỉ ngơi đi à, à... Nói đi Là cô làm có đúng không Sao cô lại nghĩ là tôi Tôi nghe nói trước khi xe ra về Cô là người đã dọn phòng cho con bé Hôm nay cô là người giúp việc duy nhất vào phòng của nó. Cô Go là người phụ trách tầng hai. Chúng tôi không ai lên đó hết. Chị Go à, trước đây chị từng thấy con búp bê này chưa? Tôi chưa thấy bao giờ. Tôi hoàn toàn không hề biết nó là gì thiệt đó. Ngoài cô ra thì ai có thể đặt nó vào phòng chứ? Rõ ràng khi cô dọn phòng xong, xe ra đi vào thì thấy cái này mà. Đã nói là tôi không biết gì về nó rồi. Giả lại tôi không có lý do gì đặt nó vào phòng của cô xe ra hết. Chị có chứng cứ không? Nếu không có thì đừng buộc tội người khác. Em chứng cứ ra rồi nói. Cái này là của cô có đúng không? Cái này đúng là của cô Gô nè. Nó đúng là của tôi thật, nhưng tại sao tôi đã tìm thấy được cái này ở trên giường của tôi? Nhìn đi, đó chính là chứng cứ. Cô còn không chịu nói sự thật nữa hả? Cô hãy nói sự thật cho tôi biết đi mà. Cô Gô, tôi luôn biết ơn vì những gì cô đã làm cho gia đình này. Nhưng tôi lại không thể ngờ rằng, tới bây giờ cô vẫn căm ghét tôi, Tôi đã làm gì sai để cô phải ghét tôi đến như vậy chứ Tôi không hiểu cô ấy đang nói cái gì hết Xin mọi người hãy tin tôi Tôi thật sự không có làm mà Anh à, không phải chị cô đâu Em hiểu chị ấy mà Dù sao em cũng là em gái của anh Ủa, Anh không tin em hay sao vậy Anh không tin thiệt hả Chứng cứ rành rành ở đây mà cô còn dám bên cô ta nữa hả Ủa? Cô hãy khai thật đi Rốt cuộc cô đã làm gì với con dâu của tôi hả Nè, cô làm vậy là sao hả cô có sao không <laughs> dạ để tôi ra mở cửa nha ôi ôi trời đất ơi là ai vậy khoan khoan đã con 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 anh anh ý em là dạ 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 chào thầy ông là ai nói đi tôi chính là người đã mời ông ấy tới đây ông ấy là một thầy bói rất nổi tiếng con bé đã nói với tôi dạo này nó thường hay mất ngủ và mệt mỏi nên tôi gọi ông ấy tới đây để kiểm tra phòng của con bé trước đây khi tôi gặp chuyện ông ấy đã giúp tôi vài lần rồi vậy hả tôi luôn thắc mắc tại sao nhưng bây giờ tôi chắc chắn rồi chính con búp bê này đã gây ra chuyện tôi muốn hỏi con búp bê đã bị ám có đúng không à để tôi coi thử nhìn có vẻ nó đang bị ám thật à vậy thầy có thể tìm ra ai chính là người đã ám con búp bê này hay không hả ừ. <laughs> cô ta đã nhét bùa vào búp bê đúng chứ thầy mau nói đi ừ khoan đã tôi phải xem xét kỹ hơn xin lỗi tôi đã tới trễ hình như đây là lần đầu tôi với cậu gặp nhau có đúng không trước đây một lần ông đã từng đến nhà tôi ồ oh, là thật à rất hân hạnh gặp cậu tôi là gum ít tôi và bà sa trước đây đã có mối quan hệ thân thiết rồi à không nếu nói chính xác thì tôi là người cứu mạng bà ấy mới đúng muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi tại sao ông lại muốn gặp tôi ở nhà của ông vậy chứ bản tính nóng nảy không khác gì bà cậu hết tôi có vài chuyện về bà ấy muốn nói cho cậu Se Chun biết. Chuyện bà tôi. <laughs> Có phải ông định nói, trước lúc bà tôi qua đời, bà đã tận lực tìm kiếm anh Se Hu để trao lại tập đoàn công cho ông cho anh ấy? Tôi không hy vọng ông sẽ nói ra những điều đó đâu. Bí ẩn về cái chết của bà cậu, cậu thực sự không muốn biết hả? Bà cậu không thể nào chết dễ dàng như vậy. Nếu tôi nói là bà cậu vẫn còn sống thì sao? cậu sẽ làm gì chứ? Sao? Ông vừa nói cái gì vậy? Bà tôi còn sống hả? Ông không nói dối tôi chứ?